Chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Cẩm Vân, cô đến từ trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập. Ngày hôm nay, cô xin được giới thiệu với các em về một hình thức học tập mới, học tập trực tuyến bằng bài giảng e-learning. Đây là một phương pháp học tập hoàn toàn mới, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, đang được triển khai rộng rãi trong giáo dục ngày nay và cũng là một xu hướng tất yếu để đưa giáo dục Việt Nam hội nhập, tiếp cận với giáo dục thế giới các em ạ.